Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài ở nhà. Chương trình sách giáo khoa mới, môn tiếng Việt lớp 1. Bộ sách cánh diều. Các con hãy lật sách ra trang 26, 27. Trước khi học bài mới, các con sẽ đọc bài cũ cho cô. Các con đọc lại bài cũ cho cô. Rồi, các con cùng đọc theo cô. Ở bờ đê. Dê la cà ở bờ đê. Bờ đê có dế. Bờ đê có cả bê. Bê be be. Chúng ta chuyển sang bài học mới. Âm mới hôm nay các con được học là âm G. Các con đọc cho cô. G. 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 Âm mới thứ hai các con học là âm H. 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 Các con đọc lại cho cô. G. H. G. H. G. H. Đây là chữ G H in. Chúng ta tiếp tục. G. H. Đây là chữ G và H viết. Các con đọc lại. G. G. H. H. Vậy bài học hôm nay của các con có hai âm mới, đó là âm G và âm H. Các con hãy quan sát tranh vẽ cho cô. Bức tranh vẽ gì nào các con? Bức tranh vẽ, đây là một nhà ga. Nhà ga là bến đỗ, đưa đón và trả khách. Có thể là dịch vụ chở hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng tàu hỏa, tàu lửa ở ngay chỗ ga này. Từ mới hôm nay các con học là tiếng ga. Các con lưu ý tiếng ga, âm nào các con đã được học rồi? Các con đã được học âm A. Còn lại âm mới hôm nay các con học là âm G. Các con hãy phân tích cho cô tiếng ga. Tiếng ga có âm G đứng trước, âm A đứng sau. Cô hướng dẫn các con đánh vần. G, A, ga. G, A, ga. G, A, ga. Các con đọc trơn. Ga. Các con hãy đánh vần và đọc trơn lại cho cô. G, A, ga. Ga. G, A, ga. Ga. Các con quan sát tranh tiếp theo. Bức tranh tiếp theo vẽ gì nào các con? Bức tranh vẽ hồ. Và đây là tiếng hồ. Tiếng hồ có âm nào các con đã học rồi? Tiếng hồ có âm ô và dấu thanh huyền đã được học rồi. Còn lại âm mới hôm nay các con học là âm hờ. Các con hãy phân tích tiếng hồ cho cô xem nào. Tiếng hồ có âm hờ đứng trước, âm ô đứng sau, dấu thanh huyền trên âm ô. Cô sẽ hướng dẫn các con đánh vần. Hờ ô hô huyền hồ. Hờ ô hô huyền hồ. Hờ ô hô huyền hồ. Các con đọc trơn. Hồ. Các con hãy đánh vần và đọc trơn lại cho cô. Hờ ô hô huyền hồ. Hồ.
Hờ ô hô huyền hồ hồ. Các con đọc lại bài. G G a ga ga. Hờ hờ ô hô huyền hồ hồ. Các con chuyển sang bài tập 2. Tiếng nào có âm g, tiếng nào có âm hờ? Các con đọc cô. G hờ. Các con đọc lại. G hờ. Qua bức tranh có 6 hình vẽ. Các con quan sát và cho cô biết những hình vẽ này vẽ gì nào? Rồi, bây giờ cô và các con tìm xem. Bức tranh thứ nhất, hổ, gấu, hoa, hành, gừng, gà. Đây là các bức tranh đã vẽ. Vậy bây giờ các con tìm xem tiếng nào có mang âm g. Gừng, giỏi lắm. Gấu, gà. Các con đọc to cho cô. Gừng, gấu, gà. Tiếp tục các con tìm tiếng có âm hờ. Hổ, hoa, hành. Các con đọc. Hổ, hoa, hành. Các con đọc lại. Hổ, hoa, hành. Chúng ta chuyển sang bài tập phần 3, bài tập đọc. Bé Hà, bé Lê. Đây là bài tập đọc qua câu chuyện kể bé Hà, bé Lê đó các con ạ. Vậy các con hãy quan sát tranh thứ nhất vẽ gì? Tranh thứ hai vẽ gì? Tranh thứ ba vẽ gì? Và tranh thứ tư vẽ gì? Đây là nội dung của bức tranh. Các con lắng nghe cô đọc. Hà ho bà. Bức tranh thứ hai. Để bà bế bé Lê đã. Dạ. Tranh thứ ba. À, ba bế Hà. Tranh thứ tư. Ba bế cả Hà, cả bé Lê. Đó là bài nội dung của bài tập đọc Bé Hà, bé Lê. Để các con nắm chắc bài hơn, cô sẽ hướng dẫn các con nhẩm đọc lại, đánh vần rồi hãy đọc trơn. Bờ e be sắc bé, hờ a ha huyền hà. Bờ e be sắc bé, lờ e lê. Trong nội dung của bức tranh này các con thấy đây là đề bài bé Hà bé Lê được viết hoa, in hoa ở những chữ đầu, chữ cái đầu và in hoa ở những tên bạn bé Hà, tên Lê. Các con đánh vần. Bờ e be sắc bé, hờ a ha huyền hà. Bờ e be sắc bé, lờ e lê. Các con đánh vần nha cô. Đọc trơn lại cho cô. Bé Hà, bé Lê. Các con đọc lại. Bé Hà, bé Lê. Tiếp theo. Hờ a ha huyền hà, hờ o ho. Bờ a ba huyền bà, a nặng ạ. À. Các con đọc. Các con đọc trơn. Hà ho bà ạ. À. Đọc lại. Hà ho bà ạ. À. Đờ ê đê hỏi để.
B-A-3 huyền bà, B-E-B sắc bé, B-E-B sắc bé, L-E-Lê, D-A-Đa ngã đã. Các con đọc. Các con định vần lại. D-E-D hỏi để, B-A-3 huyền bà, B-E-B sắc bé, B-E-B sắc bé, L-E-Lê, D-A-Đa ngã đã. Các con đọc trơn lại. Để bà bé bé lê đã. Chúng ta đọc lại. Để bà bé bé lê đã. Giờ ai da nặng dạ. 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 A. Bờ A3. Bờ A3. Bờ E B sắc bé. Hờ A Ha huyền hà. Các con định vần. Các con định vần lại. A. Bờ A3. Bờ A3. Bờ e bê sắc bé, hờ a ha huyền hà. Các con đọc trơn. A ba ba bể hà. Các con lưu ý ở đây có dấu phẩy, các con nghỉ hơi và có dấu chấm than, các con nâng cao giọng. A ba ba bể hà. Chúng ta chuyển sang tranh tư. Bờ A3, bờ EB sắc bé, cờ AK hỏi cả, hờ A2 huyền hà. Cờ AK hỏi cả, bờ EB sắc bé, L E Lê. Các con đánh vần lại. Các con đánh vần lại. Bờ A3, bờ EB sắc bé, cờ AK hỏi cả, hờ A2 huyền hà. Cờ AK hỏi cả, bờ EB sắc bé, L E Lê. Các con đọc trơn lại. Ba bế cả hà, cả bé lê. Chúng ta đọc lại. Ba bế cả hà, cả bé lê. Lắng nghe cô đọc lại nội dung của bốn bức tranh bài học hôm nay của các con. Bé Hà, bé Lê. Hà ho bà. Để bà bế bé Lê đã. Dạ. A. Ba. Ba bế Hà. Ba bế cả hà, cả bé lê. Các con đọc lại bài. Các con đọc lại bài. G. G A ga. Ga. H. H ô hô huyền hồ. Hồ. G. H. Bé Hà bé Lê. Hà ho bà ạ. Để bà bế bé Lê đã. Dạ. A. Ba. Ba bế Hà. Ba bế cả Hà, cả bé Lê. Đó là bài nội dung bài tập đọc của các con hôm nay. Ở phần 4 là các con đã được luyện viết ở lớp. Bây giờ chúng ta nhẩm đọc lại. G, ga, hờ, hồ. Các con hãy đọc lại, ôn lại các âm mà các con đã được học rồi. E, l, b, g, hờ. G, hờ. Các con đọc lại bài học hôm nay.
Và nội dung bài học hôm nay của các con được học âm G. H, các con đọc lại. G, H, G, H. Hai tiếng mới hôm nay các con học là tiếng ga, hồ. Đây là G, H in thường. Tiếp tục. Đây là G, H in hoa. Các con đọc G, H. Các con đọc lại. G, G, H, H. Các con nhắc lại âm mới hôm nay các con học nào. Tiếng mới hôm nay các con học nào. À, âm mới hôm nay các con học là G, H. Tiếng mới hôm nay các con học là ga, hồ. Tiết học của các con đến đây là hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Cô chào các con nhé. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.